chào cô chú anh chị đã ghé xem kênh LTK bonsai nha. Hôm nay em có một số cây bonsai như linh sam, cóc, rửa bông, me và cần thăng ghép cam mỹ và một số cây mai chiếu thủy để giao lưu tất cả cô chú anh chị mình trên toàn quốc nha cô chú anh chị. Thì mã số 1N em giao lưu với mình là một cây linh sam, dòng này là dòng song huynh nguyên rin nha. Em đo tổng chiều cao. Chiều cao của cây em báo như thế này là 43. Rộng của tàn nha. Ủa, chiều dài của tàn là 100. Còn chiều rộng em đo luôn ha, 68. Cây hiện tại chi tai cành cổ hết trơn rồi nha. Vô dây đâu đó đàng hoàng hết trơn rồi. Cây này thì cho hoa quanh năm. Hết đợt này mình làm lại đợt hoa khác nha cô chú anh chị. Cây cũng đang nụ. Mình vừa xiết nước vừa lặt lá thì hoa rộ hơn ha. Rồi em đo tổng cái thân này. Tổng như thế này em đo là 32. Một thân trực lắc và một thân xoắn bay ra cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Cây này em bó bầu gửi đi nha. Giao lưu trọn bộ phí ship đến cô chú anh chị, giá trên toàn quốc 2.300.000 đồng bao phí. 1N không bao gồm chậu. Mã số 2N. Đây là cây ổi tàu. Ổi tàu này cũng một cốt hai thân nha. Cái này hàng cũng chịu nắng nha cô chú anh chị. Tưới vừa thôi, dư nước cây nó cũng sẽ gặp tình trạng vàng và rụng lá nha. Chiều cao cây là 46. Tàn như thế này em đo ha, 80. Trồng của tàn tầm khoảng 40 ha. Cây hiện tại đang trái nha. Này em tứ hơi dư nước, nó bị rụng lá nhưng mà lọc non vẫn ra nha. Về tưới nước vừa đủ thôi, đừng có dư quá. Để nắng giúp em luôn nha. Khi mới nhận cây về thì mình để mát một vài ngày thôi rồi để nắng bình thường. Rồi, quanh thân chuẩn ở chỗ vị trí này là 19. Ổi tàu này em cũng bó bầu vận chuyển luôn nha. Mạch số 2N, một cốt hai thân. Giao lưu trọn bộ phí đến nơi cho cô chú anh chị mình, giá 1.600.000 đồng. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Cây mã số 3N, đây là cây rửa bông. Hiện tại dáng có cái động chữ C cực kỳ đẹp ha. Chiều cao chuẩn em đo 64. Hiện tại cốt cành quá nhạo nha. Tán ngang như thế này là 75. Mấy cái lọc non nó ra hơi kín tàn nha. Về chỉnh sửa lại giúp em cho cây nó dáng chuẩn hơn ha cô chú anh chị. Cái gọng đế khá là đẹp nha. Mã số 3N. Rồi, em đo tại vị trí trên đây 25. Phần ở dưới đây 34. Nè, cây có gọng chữ C ngoéo qua đây. 3N. Cây rửa bông này hiện tại thân cây không có bị lũa nha, không mục luôn. Giao lưu toàn quốc với cô chú anh chị mình, giá trọn bộ phí ship là 1.500.000 đồng. Mã số 3N. Bốn n em có một cây cóc nha. Vừa chơi bonsai vừa có trái ăn luôn nha cô chú anh chị. Dòng cóc thì rất là xiên trái ha. Chiều cao của cây 63. Tàn ngang chuẩn tàn như thế này là 38. Hiện tại cây có đế luôn nha cô chú anh chị. Cái này khi đi mấy cái chồi này thì em sẽ cố gắng giữ nha. Rồi có gì thì gãy một vài chồi thì mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Rồi, như thế này em đo là 16. Cái đường kính đế này là 30. Em bó cho bầu gửi đi. Rồi, cây 4N, giao lưu trọn bộ phí ship đến cô chú anh chị mình, giá là 900.000 đồng. Mã số 5N. Đây là dòng sơ ri. Sơ ri này hiện tại đang chuẩn bị cho trái nha. Chiều cao chuẩn em đo như thế này là 34. Tổng tàn em đo như thế này 64. Hiện tại cốt cành phơm tàn mịn nha. Cây có đế cực kẹp và đường thân khá là ok ha. Cây hiện tại có cái dáng đổ ha. Rồi, chỗ này em đo đi đường thân đặt là 11, hoành đế là 20. Đây, thân cây đổ xuống ha. Cây thuần chậu sống khỏe nha. Rồi giao lưu bao phí ship tận nơi cho mình là 1.200.000 đồng. 0939700449 đó là số điện thoại của em nha. Rồi, thân cây này co lắc nhiều nhịp, khá là đẹp nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao em đo là 35. Tán ngang này em đo là 50. Hàng cũng đang chuẩn bị lên trái nha. Sơ ri, dòng này dòng Thái nên rất là xiên trái nha cô chú anh chị. Đó, thân co lắc cực đẹp. Tại vị trí này em đo là 10. Đế này em đo 27. Sơ ri Thái. Giao lưu bao phí ship đến cô chú anh chị mình 6N. Cây này thì có giá là 1.200.000 đồng tận nơi nha. Tất cả em đều bao phí ship trọn gói rồi. Cây linh sam. Dòng này là dòng song hình nguyên rin nha cô chú anh chị. Cây đang hoa. Rồi, chiều cao chuẩn em báo cho mình 34. Tổng tàn em đo là 72. Dáng cực kỳ quái nha cô chú anh chị. Đó. Cái này mình tiến hành siết nước 1-2 ngày. Cây suy yếu chút xíu là bắt đầu tưới nước giảm trở lại. Cây sẽ cho hoa nha. Linh sam dòng này nguyên rin ha. 19. Đó là hoành thân của cây. Cây cực kỳ già. Về sang chậu giúp em nha cô chú anh chị. Giá giao lưu trọn bộ phí ship đến cho mình là 900.000 đồng. Màu số 7N. Hoa cực kỳ thơm nha. Rồi, cây mã số 8N cũng là dòng song hình nguyên rin nha. Chiều cao em báo chuẩn 34. Ngang em đo như thế này là 66. Hiện tại một thân, một đế, hai thân bay ra ha. Thân này khá là lớn nha. Rồi, 18 là hoành thân của cây. Mã số 8N. Đó, thân cực kỳ già nha. Về demo sang chậu kiểu nữa là cây lên giá trị, lên thẩm mỹ ha. 8N, giao lưu trọn bộ phí ship đến cho mình là 850.000 đồng. Giá em đã bao gồm phí ship nha. Giá báo cũng khá là mềm rồi ha. Rồi, cây cũng này cũng 850.000 nha cô chú anh chị. Chiều cao tổng 39. Ngang như thế này em đo là 48. Song hình này thì cốt cành chuẩn hết trơn rồi nha. Thân cũng khá là chuẩn. Về chỉ cần lên chậu là chơi thôi nha cô chú anh chị. Đó, thân cây quái ha, dáng nghệ thuật. Rồi, quanh thân chỗ này em đo ha, 15. Củ đế nở nè, đế đều. Giao lưu trọn gói tận nơi đến cô chú anh chị mình có giá là 850.000 đồng. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha. Rồi, cây này cũng liền đế hai thân, mã số 10N. Chiều cao chuẩn em đo là 30. Tổng tàn em đo như thế này là 60. Hiện tại hoa linh sam rất là thơm, được rất là nhiều nhà vườn, nhà mà ưa chuộng nha cô chú anh chị. Hoa màu tím ha, trảng nắng thì hoa nó sẽ cho đậm hơn nha. Thôi, đo một thân như thế này đi. 12. Đó. Cái này mình có thể môi đế tí xíu khi mà mình sang chậu mới nha. Rồi, 850.000 đồng, mã số 10N em giao lưu toàn quốc nha cô chú anh chị. Số điện thoại và Zalo của em là 0939700449 nha. Cây me chua miền Tây. Me chua này đã từng có trái hết rồi nha. Một của củ đế cực kỳ lớn ha, thân quái đẹp. Chiều cao tổng em đo 46. Me này vận chuyển hầm cây sẽ gặp tình trạng vàng và rụng lá nha. 50 là tổng tán ngang. Cây mình giữ ẩm tốt thì nó sẽ cho lọc lại nha cô chú anh chị. Nói chung là cũng rất là dễ chăm vì là cây thuần chậu nha cô chú anh chị. Rồi, như thế này em đo là 32. Tổng dòng đế em đi như thế này nha, khoảng 50. Thân cây chuẩn tàn chuẩn đế hết rồi. Rồi giao lưu tận nơi đến cô chú anh chị mình 1.200.000 đồng. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Cây thì hiện tại tụi em sợ gãy cho nên sẽ ép tàn vô tí xíu khi mà vận chuyển ha. Cây 12N. Đây là cây cần thăng ghép với cam mỹ. Cây bên tụi em ép chậu ha, cho nên nó sẽ gặp tình trạng rụng lá nè, do nó mất sức ha. Rồi 40 là tổng chiều cao. Ngang như thế này em đo 32. Cây hiện tại đang hoa, đang trái. Vài ngày nó phục hồi lại là bắt đầu hoa trái trổ tiếp nha cô chú anh chị. Như thế này em đo là 40. Củ đế cực kỳ quái ha. Mã số 12N. Giao lưu trọn bộ phí ship đến cô chú anh chị là 1.100.000 đồng. Bao gồm luôn cả chậu Biên Hòa Đồng Nai mới nha. Rồi cây này chưa sang chậu thì cực kỳ lá xanh nha. Sang chậu thì cây nào cũng gặp tình trạng như thế ha. Rồi 30 là tổng chiều cao. Ngang em đo 36. Lên một chùm trái cực kỳ đẹp ha. Trái này mình vẫn ăn được nha. Hoa thơm nha cô chú anh chị. Đây. Cũng như thế này em đo 42. Rồi củ này em giao lưu với cô bác anh chị mình là 1 triệu đồng. Tận nơi ha. Rồi cây sung dáng bay mã số 14N. Hàng này bên em bao trái cho cô chú anh chị mình nha. 37 là tổng chiều cao. Tổng cái tán đang bay luôn là 50 nha. Cây này bonsai khá là đẹp. Vô chậu kiểu chăm sóc từ từ ha. Cây nó sẽ ấm tàn lại là ok. Rồi, chỗ này em đo cho cô chú anh chị mình tham khảo 23 hoành. Em gửi luôn chậu mũi nhựa này nha. Có mẻ bể trong quá trình vận chuyển thì mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Tại chậu nhựa nó không đảm bảo nha. 14N. Giao lưu trọn gói tận nơi. Cây này có giá là 800.000 đồng. Rất là đẹp dáng nha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha. Cây sung mã số 15N. Thân cây dáng khá là quái nha cô chú anh chị. Khi đi tụi em có đắp thêm giá thể á, cây nó cũng sẽ giữ ẩm tốt nha. Chiều cao tổng của cây 73. Tàn ngang cây này khoảng tầm 30. Đó. Thân cây dáng cực kỳ đẹp ha. Thân chỗ này em đo như thế này nha. 19. Tổng đế như thế này là 48. Hàng liền đế ha. Rất là đẹp. Đó. Trên thân có một vết lũa nhẹ chỗ này nha. Hiện tại nó đang cuốn mép. Rồi, giao lưu trọn bộ phí ship. Cây này có giá là 1 triệu đồng. Bao phí tận nơi ha. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Ôi mày đỡ cái này nó cắm đầu. 16N. Đây là dòng chiếu thủy da đen lá lớn. Hiện tại cây đang hoa nha cô chú anh chị. Tổng chiều cao như thế này em đo là 50. Tàn ngang như thế này với là 58. Hiện tại phơm tán tròn đều. Cây hiện tại cho hoa quanh năm. Mai chiếu thủy. Đế cũng đều ha. Đế bỏ giò rất nhiều rồi. Rồi như thế này em đo là 20. Đó 16N. Giao lưu tới nơi cho cô chú anh chị mình 1.200.000 đồng. Em bó bầu vận chuyển nha. Cây hiện tại đang hoa luôn. 0939700449 là số điện thoại của em nha. Mã số 17N. Đây là dòng mai chiếu thủy trung nu nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây em báo 77. Hiện tại cây này nguyên thủy không ghép nha. Tàn ngang em đo là 53. Cây này hiện tại cũng cho hoa quanh năm nha. Rồi tổng cái cụm bên đây ha. Tổng cái cụm bên đây như thế này em đo là 28. Giá giao lưu bao phí ship tận nơi cho cô chú anh chị mình. Cây này giá 700. Một cây như thế này bao phí ship cũng khoảng 200.000 nha. Rồi cây 18N. Chiều cao chuẩn em đo 69. Tàn ngang em đo 50. Hiện tại cây thuần chậu sống khỏe. Cây mình nhận đi tầm 5 đến 7 ngày cũng còn xanh tươi tốt ha. Cây liền bề 3 thân như thế này em đo 27 hoành. Cây nu đẹp nha, mai chiếu thủy dòng trung nu. Em giao lưu bao phí ship, cây này có giá là 600, nhận hàng thanh toán nha cô chú anh chị. 18N, 19N. Cây mậu tử. Chiều cao em đo như thế này 87. Tàn ngang em đo 52. Hoa mai chiếu thủy nở rộ thì mùi hương cũng bay xa nha. Có điều cái mùi thơm nó hơi nhẹ thong thoảng vậy ha. Em đo cái thân mẫu bên đây nha cô chú anh chị. Thân cực lớn, nu lớn đẹp, 25 hoành. 19N. Giao lưu bao trọn gói tận nơi có giá là 900.000. Mã số 20N. Cụm rừng nhỏ. Rồi, chiều cao tổng em đo 58. Ngang chuẩn tàn em đo 58 luôn. Khi đi tụi em ép nhẹ tàn nha. Em đo cái thân lớn đại diện bên lùng lực bên đây nha cô chú anh chị. Là khoảng 19 hoành đi ha. Giá giao lưu tận nơi tới nhà của chú anh chị mình 650.000 đồng. Giá bên em là bao phí ship toàn quốc. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Cây 21N. Cây này giá 900. Chiều cao tổng em báo 80. Tàn ngang như thế này em báo 58. Một cốt trực thẳng, nu đều toàn thân. $850 thôi. Cây này $850 thôi nha cô chú anh chị. 21. Đó. Nụ lớn đẹp, cây thần chậu nên cô chú anh chị mình về chăm thì cũng khá là khỏe nhẹ nha. Rồi 850.000 đồng, giao lưu toàn quốc tận nơi, cây 21N. Lưu ý số điện thoại của em là 0939700449 nha. Em ở Tân Lợi 2, Tân Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ. Rồi cây này giá giao lưu 900. Chiều cao tổng em đo là 78. Tàn ngang như thế này em đo 54. Thân cốt lớn, trực thẳng. Rồi, như thế này em đo là 25 hoành. Đây, nù quải ha, già cây. 22N, giao lưu trọn gói đến mình là 900.000 đồng, bao phí ship. Cây mã số 23, khế chua ghép với khế nhật, dòng này siêu trái nha. Vận chuyển xa thì em báo trước với mình, hàng này dễ rụng hoa và rụng lá nha. 50 là tổng tàn ngang. Chiều cao của cây 34. Rụng như thế về mình chăm thì cây nó sẽ hỗ trợ cho hoa và trái trở lại nha cô chú anh chị. Khế ghép được 2 mắt ha. Chỗ này em đo tổng như thế này cho mình đó là 22 đi. Số 23 không đẹp lấy 22. Rồi, bao phí ship cho cô chú anh chị mình giá 600.000. Dòng này dòng ghép nha, hàng chơi cũng khá là dai cho hoa trái quanh năm luôn ha. 23. 24N, mã cuối clip cũng là cây khế chua ghép với khế nhật, dòng này cũng siêu trái, cực kỳ siêu trái luôn. Tổng chiều cao em đo 45. Hàng này đang ra nụ lai rai nè nha. Đây, những cái này là nụ của nó nè. Những cái nách lá trong đây nè. Nói chung là nó ra lai rai nhiều lắm rồi. Tàn ngang cây khoảng tầm 50. Quỳnh thân cây tại đây là 14. Củ đế dài này là 28. Đó, cây kiển bonsai luôn, vừa có trái mà vừa bonsai rất là đẹp ha. Rồi 600.000 đồng em giao lưu trọn gói tận nơi. Mình nhận hàng kiểm tra thanh toán ha. Rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị mình trong cái clip này nha. Xin chân thành cảm ơn và hẹn lại cô chú anh chị ở clip sau.